Kim Anh ơi dịu dàng đau thương, mà ngờ trôi xuôi theo dòng nước chảy, chứ có ngờ đâu là chuyện ấy. Dần như lớp hàng hồng âm ỉ cháy dưới tàn tro, thảm cảnh trơ trêu mà thầm gọi cô nhân người sao cho trọn nghĩa vẹn. Con đò xưa tất rời bến cũ, sao bến cũ ân tình vẫn còn. Tại sao má sừng sốt gọi đó là chồng? Má hãy yên tâm chớ sợ lời hắn mê dọa, con nguyện đương đầu với kẻ bất lương. Chẳng phải đâu con, chuyện trong chính là sự thật. Bấy lâu nay mắt không nói, vì sao con chịu cảnh đau buồn? Nhưng hôm nay con đã lớn khôn rồi, má còn một đời chồng trước khi về. Dưới ba con ôi người mẹ hiền hậu thuần lương, nửa đường dài muốn mê tơ lòng dẫn đường người kết hôn qua. Chồng